Vừa qua vào ngày 19 tháng 1 năm 2019, hàng ngàn người đã đến tham dự hội chợ Tết cộng đồng năm Kỷ Hợi, được tổ chức tại International Center ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario. Đây được xem là lễ hội được diễn ra hàng năm và lớn nhất của cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Canada. Hội chợ Tết năm nay diễn ra đúng vào thời điểm có trận bão tuyết đầu tiên trong năm ở vùng thủ phủ Toronto. Cộng đồng người Việt sinh sống tại vùng GTA và các vùng phụ cận đã không ngại thời tiết khắc nghiệt tham gia và ủng hộ hội chợ Tết năm nay. Hội chợ Tết năm Kỷ Hợi 2019 vinh dự khi có sự tham gia và góp mặt của một số chính khách như Andrew Scheer, thủ lãnh đảng bảo thủ liên bang, ông tổng trưởng di dân Ahmed Hussein và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại luôn luôn vẫn giữ được cái truyền thống và cái văn hóa của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta mãi mãi, con em của chúng ta và các thế hệ sau này cũng phải hiểu rõ là cái truyền thống, cái Tết Nguyên Đán của chúng ta là cái Tết mà tất cả mọi gia đình đều phải đứng lên để mà đón tiếp. Đồng thời hy vọng rằng những đồng bào của chúng ta trong nước cũng có một được hưởng Tết trong cái không khí tự do và dân chủ như chúng ta đã hưởng tại đây. Dạ, tôi xin chúc mừng tất cả các đồng bào ở khu vực GTA một năm mới an khang và thịnh vượng. Thật là một vinh dự lấy làm hãnh diện cho tôi khi được tham gia ngày hội chợ Tết của các bạn ngày hôm nay. Đây có lẽ là một ngày hội lớn, một niềm tự hào lớn khi tôi thấy các bạn đến đây đông đủ để cùng chung vui với nhau. Tôi có mặt ở đây để cùng chung vui và chúc mừng các bạn. Cộng đồng người Việt ở Canada là một ví dụ điển hình cho một cộng đồng có một sức mạnh đoàn kết cao và tôi rất vui khi được mời tham dự ngày lễ lớn của các bạn. Hội người Việt cùng các hội đoàn tại Toronto tổ chức hội chợ Tết năm nay với chủ đề Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, một trong những chủ đề thu hút đông đảo và nhận được nhiều sự quan tâm của quý đồng hương. Chương trình văn nghệ, ngoài sự thể hiện của ca sĩ địa phương như Nguyệt Cầm, Văn Khang, còn có sự trình diễn của ca sĩ đến từ Mỹ như Trúc Hồ và Việt Khang. Trúc Hồ và đại diện ngành SPTN xin thành thật chúc khán giả, độc giả của đài cũng như của báo ở bên Toronto này được một năm mới đoàn tụ với gia đình, bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trúc Hồ nghĩ là nếu mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta có gia đình thì đó là chúng ta có tất cả. Xin cảm ơn quý vị. Nhân dịp năm mới thì Việt Khang cầu chúc cho tất cả quý bà cô bác, các anh chị một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và tràn đầy những cái điều may mắn. Nói chung là vạn sự như ý và luôn luôn
được ơn trên che chở, phù trợ cho tất cả quý vị. Nhiều gian hàng được bày trí đặc sắc, chẳng hạn như gian hàng của Thời Báo với phần trưng bày gánh hàng hoa. Ngoài ra còn có một số gian hàng tổ chức từ thiện, quyên góp tiền cho chùa chiền và các hội đoàn. Những quán ăn đông đúc thực khách đứng xếp hàng để mua thức ăn với nhiều món ăn đa dạng và phong phú. Ban tổ chức còn dành một không gian vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi với những trò chơi đặc sắc. Nhân dịp xuân kỷ hợi âm thanh tài, cùng cho Nguyễn xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt TV một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, việc làm thành công và tài chánh thịnh vượng. Xin kính chào. Nhân dịp bây giờ là năm mới thì Xem Lương cũng đại diện Đài Truyền Hình cảm ơn khách hàng và chúc mọi người mạnh khỏe, thịnh vượng. Yeah, all the best. Năm mới thì Johnny chúc cho tất cả quý vị đồng hương có một năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát tài, hạnh phúc và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Nhân dịp đầu năm thì toàn bộ anh em trong ban, trong nhóm của anh em Luân Cô Ta xin mến chúc quý vị một mùa xuân mới thật là an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và mọi việc như ý. Xin cảm ơn. Năm nay gian hàng Thời Báo đi shopping có rất là nhiều mặt hàng, thí dụ như là mặt hàng Sumil, Sleep Better, Menopause và những cái thuốc diet. Ngoại trừ đó chúng tôi còn có là những cái sản phẩm như Juno, mũ trơm, Nutri-Grow, Fertilizer, rất là đặc biệt, và gian hàng năm nay sẽ không có lấy thuế cho tất cả những quý vị nào ghé ban hàng chúng tôi. Ngoại trừ đó thì chúng tôi còn có tặng áo free cho tất cả quý vị đến đây, và những cái như là tử vi năm 2019. Thời Báo kính chúc quý độc giả một năm mới an khang thịnh vượng. Hội chợ Tết năm Kỷ Hợi đã khép lại với nhiều cảm xúc đặc biệt. Chúc quý đồng hương năm mới 2019 an khang và thịnh vượng.